Xin chào các bác, hôm nay mời các bác đi thăm nội thất phòng ngủ cho khách hàng tại Hải Phòng do Nội thất IQ thiết kế và thi công trọn gói. Trung tâm của căn phòng chính là chiếc giường ngủ 1m8, 2m. Có táp ốp đầu giường cũng như trang trí một đôi thiên nga thể hiện sự chung thủy, hạnh phúc. Tiếp đến là khu vực bàn trang điểm với chiếc gương được tạo hình trái tim độc đáo, kết hợp với bàn treo và ghế đôn bọc nỉ nhung. Tiếp đó là khu vực tủ quần áo, với thiết kế kịch trần cho không gian lưu trữ thoải mái hơn. Hệ tủ được trang trí đèn LED bắt mắt. Cánh tủ được trang bị gương trong để không phạm phải phong thủy trong phòng ngủ. Các dây ngăn kéo được hoạt động rất trơn tru và linh hoạt. Bạn thấy căn phòng này thế nào? Để lại bình luận nhé!